Kính chào quý vị khán thính giả bốn phương nói chung, quý vị đồng hương dùng GT nói riêng. Trong chuyên mục New Project, hôm nay Quang Lâm xin hân hạnh giới thiệu một khu chung cư mới chuẩn bị được xây tại thành phố Vaughan. Dự án mang tên The Met, một khu chung cư với building 30 tầng, khu townhouse tiện nghi tọa lạc số 7895 đường James Street. Dự án nằm đối diện với subway, 9 phút tới trường đại học York và khu trung tâm mua bán Vaughan Mills, dễ dàng đến downtown Toronto. Quang Lâm xin mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về dự án.